Các bạn, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để sử dụng cái app UID Singer này. Đầu tiên các bạn nhấn vào link ở phía dưới video, các bạn tải cái UID Singer này về nhé. Thì cũng chả biết hướng dẫn như thế nào. Thì, các bạn có thể vào group cộng đồng mod Android trên Facebook ấy. Các bạn tải cái ở cái mục status bar sẽ có cái ở cái mục status bar nó sẽ có cái một cái mục là gì, cách nhận biết Coza Android ấy. Các bạn tải về để các bạn tham khảo các cái nhiệm vụ của các cái Coza đó là như thế nào. Còn ở đây mình chỉ hướng dẫn sơ qua thôi vì mình cũng không chả biết nói sao nữa. Mình chỉ biết làm theo cái quán tính thôi, biết định hình ra và làm theo thôi. Thì mình hướng dẫn ở đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để sử dụng cái app này và làm ra cái status bar đồng hồ kim, hai dòng đồng hồ kim ở giữa như như tốt của bạn được hợp trên ấy. Thì đầu tiên thì các bạn ở cái tút đó các bạn chọn một cái frame layout này, các bạn vào Advanced layout này, chọn frame layout. Đấy. Cái frame layout này á thì nó khác với linear layout là các cái coza con trong frame layout này nó có thể xếp chồng lên nhau được. Đấy. Còn cái layout 2 này thì các bạn mod thì cũng biết rồi. Cái này là chiều cao của cái layout này, mình để 50 dip. Còn cái chiều rộng này, layout width này, đây, cái này để ở đây layout width này có nghĩa là chiều cái chiều ngang ấy. Mình để mất parameter này, nó cũng bằng fill parameter á. Mình không rèn tiếng N nên nói nó phát âm nó không có chuẩn, các bạn chỉ cần nhìn theo và làm thôi. Thì mình để cho nó mắc vậy á, có nghĩa là nó phủ rộng hết đấy, phủ rộng hết cái màn hình từ đầu đến cuối, nói không biết có đúng hay sai, ý là mình phát âm nó không được chuẩn đấy. Rồi bây giờ mình sẽ thêm một cái layout này, bây giờ mình sẽ thêm cái layout này là đồng hồ. Các bạn nhấn vào này, mình làm lại, các bạn nhấn vào vào giữa cái này và chọn Add insert này, incisor, tiếng Anh không chuẩn nên làm khó cho các bạn đấy. Tiếp theo các bạn chọn layout này. Ở đây layout thì sẽ có hai loại linear layout nha. Thì horizontal này có nghĩa là cái các cái coza con trong cái linear layout này ấy, thì khi các bạn làm thì nó sẽ sắp xếp theo cái chiều ngang, theo cái chiều từ trái sang phải. Còn cái vertical này có nghĩa là nó sắp xếp theo chiều dọc từ trên xuống dưới. Đấy. Đây mình sẽ chọn horizontal. Đây. Và mình sẽ nhấn vào đây và chọn nó chiều cao để cho nó mắt này. Còn còn chiều ngang á, ở đây mình nói luôn này. Cái warp content này ấy, thì chiều ngang mình để như vậy có nghĩa là ví dụ như cái cô da đồng hồ cô da con ở cái đồng hồ trong đồng hồ kim ấy nó dài bao nhiêu thì nó sẽ cái layout này nó sẽ chạy theo cái cô da đó, chứ nó không có dừng lại ở, không có bị gián đoạn hay là bị dư thừa gì cả. Đấy, đại khái là nó như vậy. Chứ các bạn có thể tải cái như hồi nãy mình nói là cách nhận biết cô da về các bạn tham khảo, cho mình nói như này các bạn chắc cũng khó hiểu. Rồi tiếp theo thì mình sẽ chọn layout gravity. Cái này có nghĩa là nó sẽ định vị cho các bạn cái layout các bạn vừa chọn, cái layout đấy nó sẽ nằm ở đâu. Ở đây mình sẽ chọn canter, canter nghĩa là giữa. Đấy. Đấy, cái layout này từ bên này nó đã chạy sang giữa này, đấy, thấy chưa? Khi nó bên này sau khi mình chọn thì nó sẽ ra giữa. Đó. Rồi mình thêm, à
Đấy là Lightweight Gravity nha. Còn bây giờ mình sẽ chọn Gravity. Này, cái này. Gravity này nó khác với Lightweight Gravity nha. Gravity này nghĩa là vị trí của các cái Lightweight con nằm ở trong cái Lightweight ngoài ấy. Đây mình cũng sẽ chọn con Canter này. Rồi, mình sẽ thêm vào đây. Rồi, làm nhanh chứ không cái video nó dài quá nè. Mình sẽ thêm vào đây một cái test này. View. Các bạn chọn view này. Chọn test. Rồi, sửa sửa cái test này đây. Mình nhấn vào cái test đó thì ở đây test bằng này. Bạn sửa lại thành analog này. Đấy. Đấy là chủ yếu để nhận biết thôi. Rồi. Tiếp theo các bạn nhấn vào giữa này tiếp. Và Other Insert Lightweight này. Horizon. Đây. Các bạn để đầu cái này 25 dip 25 dip với nhau nhé. Bây giờ mình sẽ chia nó ra. Ở đây đúng không? Giờ mình sẽ cho nó một cái nằm ở phía này. Nằm ở cái góc này. Ở cái góc trên bên trái ấy. Và mình sẽ để cua da sóng nha. Thì chiều cao nó là 50 dip. Mình sẽ chia hai nó ra. Thì cái phía trên này mình sẽ để 25 dip này. 25 dip. Đấy. Còn chiều ngang cứ để qua ráp đấy cũng được. Chuyện rồi. Tiếp theo là mình sẽ chọn Gravity, Lightweight Gravity này. Mình sẽ chọn là bây giờ không phải là Canter, Canter thì nó sẽ ở giữa nha. Các bạn tiếng Anh thì các bạn biết này, vào Google dịch các bạn dịch hết cái này ra sẽ biết thôi. Top nghĩa là trên này, mình sẽ chọn left. Left này ấy, nghĩa là nó nằm ở phía bên trái và top nghĩa là nó nằm ở phía trên, nghĩa là phía trên bên trái. Đấy. Đấy nó sẽ nằm ở đấy. Vì do cái góc nó cũng nằm ở đấy nên mình sẽ không thấy được cái sự di chuyển thôi. Còn Gravity này, Gravity mình sẽ chọn left này. Đấy. Cho nó nằm bên trái. Và các bạn, giờ mình sẽ thêm một cái test vào kiểu như như cái chữ analog này để mình chủ yếu mình đánh dấu nó thôi. Mình nhấn vào lên Lightwood này. Thì các cái kiểu nhấn nó cũng giống nhau thôi. Ví dụ như các bạn nhấn vào cái ô nhỏ như thế này. Đấy thì nó cũng cũng giống như các bạn nhấn vào cái link Lightwood này thôi. Nhưng nhấn vào cái nếu mới làm thì nhấn vào ngoài này dễ hơn. Vì hồi trước mình làm mình cũng thường nhấn ở phía ngoài, nhưng sau này làm mấy cái startup bar mà nó mấy cái độ ở phía trong nó nhỏ quá ấy, thì thường mình sẽ nhấn ở ở cái dấu ba vạch này nó sẽ dễ hơn. Vì có một số tớt là nó quá nhỏ luôn, mình không thể nhấn ở phía ngoài này được. Đây mình sẽ thêm cái quốc gia test vào cho dễ nhận biết này. À, ở đây mình chọn left đến canter, left và canter nhé. Test này mình sẽ sửa lại là thành sóng. Kiểu như đánh dấu ở đây là cái chỗ đặt sóng ấy. Đấy. Rồi tiếp theo thì các bạn nhấn vào cái frame Lightwood này tiếp và chọn Lightwood quên Other Insert này, Lightwood này, Lightwood Tornister này, thì nó sẽ thêm ở đây một cái nữa. Ở đây đấy như thế này các bạn nhìn sẽ không thấy đâu, vì ở ngoài là cái program cái cô gia mẹ ấy, là nó là frame Lightwood này, có nghĩa là các cái Lightwood ở phía trong nó sẽ nằm chồng lên nhau, có thể xếp chồng lên nhau được. Ở đây nó đang xếp chồng lên ở phía dưới nên mình sẽ dùng ở phía ngoài này nó sẽ tiện hơn. Các bạn nhấn vào Linear Lightwood này, đây là cái mình vừa thêm này. Lightwood 2 này các bạn chọn 25 dip nhé. Nói chung nó cũng tương tự cái khi hồi thôi, cái vừa nãy ấy. Đấy. Và Lightwood Gravity ấy. Đây. Ở đây thì mình cũng sẽ chọn left và chọn bottom, có nghĩa là bên trái phía dưới. Đấy. À ở đây mình ra cho các bạn. Đấy. Các bạn đã thấy cái sự thay đổi của nó nhá. Lúc nãy nó sẽ nằm ở phía trên này đấy. Sau khi mình làm xong thì nó sẽ xuống nhảy xuống phía dưới.
Và tiếp là gravity, là có nghĩa là các cái cô da ở phía trong nó ấy, nó sẽ nằm ở phía bên trái và ở giữa phía bên trái ấy. Đây mình sẽ thêm này, thêm cái đây cái thông báo nha, mình sẽ thêm cái test đó và kiểu như đánh dấu ở đây là cái thông báo ấy. Thông báo đấy thì làm kiểu làm như thế này nó cũng thuộc dạng dễ nhất rồi đấy. Bây giờ các bạn nhấn vào frame layout này để thêm một cái layout gravity nữa. À quên, thêm một cái rồi other insert này, layout này, artisanal này. Đây, nói chung khi nào các bạn chọn thêm cái layout mới thì ở cô gia mẹ nó là frame layout mà, thì nó sẽ bị chồng lên nhau hết, nên các bạn chỉ có thể ấn ở cái dấu ba chấm này, dấu ba gạch ngang này, các bạn chỉnh sửa bên này thôi. Rồi các bạn cũng chọn layout 2 là 25 dip này. Rồi này, layout gravity này thì các bạn sẽ chọn right này, right là có nghĩa bên phải nha, và top là bên trên, có nghĩa là bên trên bên phải. Đây, khi mình chọn xong rồi có một cái layout nó từ bên này nó nhảy qua đây đấy, các bạn thấy không? Mình chỉ có sửa bên này cho nó dễ thôi. Và tiếp theo gravity này, gravity nghĩa ở đây là cái layout ở phía trong nó, mình đã nói như lúc nãy rồi đấy. Mình sẽ chọn cho nó nằm bên phải này và ở giữa. Đấy. Sau khi xong thì mình sẽ thêm ở, các bạn nhấn vào cái ô này, ô layout nhỏ này mình vừa thêm cũng được, hoặc là mình nhấn ở cái linear layout ở phía bên bên cái dấu ba chấm này cũng được. Thêm cái other insert này, wheel này, test này. Đấy, mình sẽ sửa cái test này lại là pin, ở đây mình sẽ để pin nhé. Pin đấy, nó là thêm một cái nữa. Và mình sẽ thêm một cái layout nữa là ở phía dưới đó, ở dưới này mình sẽ để một cái tên như vậy. Nói chung làm nó cũng tương tự nhau thôi. Đây, thêm gravity này cho nó nằm bên phải mà ở phía dưới, bottom là phía dưới nha. Đấy, rồi inner gravity thì cho nó ở bên phải phía giữa. Thêm cái quja test này, các quja test này chủ yếu là để mình đánh dấu, là lát mình ra mình thay ra. Ở đây là mình sẽ chọn tên nha, chọn tên ít video như cái tút của được thôi, ít video rồi các bạn nói mình fan. Ôi bộ nhớ trong sắp hết rồi, để mình coi. Đấy, nó sẽ ra như này. Đây các bạn hiểu, ở giữa này là sẽ là một cái đồng hồ số, đồng hồ kim, các bạn sẽ thêm lên sau. Rồi còn về cái phần test này, mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh cái màu test này. Đây, màu test sẽ có test glow rồi, các bạn cứ kéo về dưới này. Đây, test glow nghĩa là màu test. Mình sẽ để nó ở màu xanh này. Đây này, đấy, test cyan này này, bạn nhấn vào test này, kiếm kéo xuống kiếm. Đây, test size này nghĩa là cái size của test đấy. 25 dip mình sẽ cho nó 18 dip. Đấy, như vậy thôi, nhìn nó to hơn hẳn. Rồi, đó là bước mình vẽ, mình làm ở trên cái app này. Sau khi làm xong, các bạn nhấn vào cái dấu ba chấm bên này, đấy, ba chấm bên này, các bạn nhấn copy XML này và ra ở cái Jota, các bạn ra một phần mềm nào đó chỉnh sửa cái cô giá ấy. Rồi thì các bạn xóa này, các bạn xóa cái dòng đầu tiên này,
đấy. Và dòng này, dòng đầu tiên và cái dòng chân sân này đây rồi. Còn mấy cái chữ tag wheel này đấy, các bạn sẽ xóa cái tag wheel này đi. À, ở đây analog nha, mình sẽ vào một cái tút nào đó này. Đây, mình sẽ vào cái ví dụ như thôi, mình vào chủ yếu ở đây mình vào cái tút đấy, mình lấy cái cô da analog, lát cái cô da ấy mình sẽ cho ở phía dưới video luôn, các bạn dễ làm. Rồi, cái nào cũng được. À, 158 thì không có đâu. Đây, 158 mà. Đây này. Thôi, làm cái chia hai dòng của đức hợp luôn. Còn một kim ở giữa đây. Lấy cái analog này. Đây nhé. Các bạn copy cả cái com chấm này, ED clock này, chứ nếu không là nó sẽ bị FC đấy. À, các bạn dán vào cái dán đè, các bạn dán đè vào cái cô da test wheel này đấy, dán đè vào đó. Vậy ở đây là mình đã thêm được cái cô da analog ấy, cô da đồng hồ số ấy. Rồi tiếp theo xuống đây là sóng này, thì mấy ông làm tút thì cũng làm như kiểu như này thôi. Bạn xóa ở đây, các bạn thêm cái sóng vào đây, thêm cái chữ sóng vào đây kiểu như đánh dấu vậy. Xóa cái test wheel này. Đấy, để thông báo. Thông báo. Pin. À, đây cái chữ này rồi, chữ này để vẹn được đấy. Như vậy là có nghĩa là như vậy là các bạn coi như là đã tạo ra được một cái tút rồi đấy. Sau khi lưu file lại này, các bạn lưu vào đây, mình lưu ví dụ như sao xoắn được, ví dụ mình lưu hai dòng đồng hồ kim giữa chấm xml. Đây, mình sẽ lưu vào cái file icon này nhé. File icon này. Xong. Ok. Rồi, như vậy là đã lưu một file nhé. Bây giờ mình vào Explorer này. Đây, được rồi. Icon. Mình sẽ tạo một cái thư mục này. Hai dòng. Và mình đây cái này là cái hồi nãy này mình cái tút vừa nãy mình làm, mình lưu ở đây hai dòng đồng hồ kim ở giữa này. Đây các bạn sao chép đi, coi như là giống chuyển chuyển nó vào trong cái thư mục hai dòng này. Và đây cái có system, à đây các bạn tạo bên này, khỏi cần nhìn đâu, các bạn tạo cái system UI này, tầm UI tạo theo đường link như ấy. Tạo tiếp một cái là red này, tạo thư mục the ra. Đấy, cái này á là để cái đồng hồ kim này đây. Các bạn sao chép ba cái mục đồng hồ này qua thì các bạn đã ấy, vì hồi nãy ở cái mình làm là không có cái dòng ít video giữa này đâu, nên các bạn không cần chép qua đâu. Đây là mình chỉ làm tương tự lại thôi. Còn ví dụ các bạn muốn tìm một cái đồng hồ nào ngoài, hoặc là cái kim giờ kim phút nào ngoài, các bạn có thể thay được đấy. Hoặc là các bạn muốn thay cái tên khác, các bạn sửa ở đây là đồng hồ kim 1, đồng hồ 1, đồng kim giờ 1 hoặc kim phút 1 gì đấy, thì các bạn cũng phải sửa ngoài này, sửa ngoài cái draw qua này. Như vậy đấy, vậy là mình đã có một cái tút hai dòng đồng hồ kim ở giữa.
vừa tạo bằng cái app UI Designer. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn.